Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Cao Số 8. Và trong video ngày hôm nay thì Jenny sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn chúng ta dùng tiền Việt Nam đồng ở trong tài khoản ngân hàng và chúng ta mua bán giao dịch Bitcoin thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Hôm nay thì Jenny sẽ giới thiệu cho mọi người một sàn giao dịch rất là uy tín và lâu đời tại Việt Nam có tên là Remitano. Hãy cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên mình sẽ truy cập vào website của Remitano. Chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất đó là các bạn sẽ truy cập thẳng vào remitano.com. Cách thứ hai, nếu như các bạn muốn ủng hộ Jenny, ủng hộ đội ngũ của Có 68 thì chúng ta sẽ truy cập vào đường link. Mình sẽ để cái link ở bên dưới phần description thôi. Các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới ngay đây, đó là coi68.com/remitano. Ok, đây. Rồi, sau khi mà truy cập vào website của Remitano, Jenny, bạn có thấy là ở trên góc bên phải trên cùng là đăng nhập, đăng ký. Jenny sẽ đóng vai một người đó là chưa có tài khoản, chưa đăng ký, chưa bất kỳ một cái gì hết. Để mình xem mình sẽ đăng ký như thế nào ha. Rồi, mình sẽ kéo xuống một chút về cái trang chủ của Remitano. Ngay trang chủ thì các bạn có thể thấy đây là giá của Bitcoin, giá mua và giá bán hiện dưới dạng là Việt Nam đồng. Giá bán là 767 triệu một bit và giá mua là 752 triệu Việt Nam đồng một bit. Ngoài Bitcoin thì các bạn có thể chọn những coin khác, ví dụ như Ethereum, USDT, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin ở đây. Tiếp theo, kéo xuống một chút thì các bạn có thể thấy một cái dashboard, tức là nơi diễn ra mua và bán. Mọi người có thể thấy ở đây ha, là có rất là nhiều người. Nếu như bạn muốn mua thì bạn có thể mua từ rất là nhiều người. Ví dụ như mỗi người sẽ có một cái giá bán, có một cái giá khác nhau nè. Rồi có những cái số lượng tối đa và tối thiểu Bitcoin khác nhau. Thì nếu như chúng ta muốn mua, chúng ta sẽ bấm vào mua ở đây. Cái này Jenny sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người đằng sau. Và lát nữa mình sẽ mua thử, mình sẽ dùng tiền Việt Nam đồng của mình trong tài khoản ngân hàng, mình mua thử Bitcoin cho mọi người xem và sẽ bán thử Bitcoin cho mọi người xem luôn. Đó, thì dashboard ở bên dưới là bán. Và kéo xuống dưới cùng thì các bạn có thể thấy độ uy tín của Remitano là họ đã có hơn 1,5 triệu người dùng nè, đã hỗ trợ trên 30 quốc gia khác nhau và có cái khối lượng là hơn 500 triệu đô. Và theo một thông tin mình được biết là Remi được thành lập từ năm 2014 cho đến thời điểm hiện tại là đã được 7 năm rồi. Mọi người có thể thấy là một sàn giao dịch rất là uy tín, rất là lâu đời ở Việt Nam, đúng không ạ? Rồi, mọi người chú ý giúp Jenny ở bên góc bên tay phải dưới cùng, đó là một cái support chat hỗ trợ. Ví dụ như các bạn trong quá trình giao dịch mà mình có vấn đề gì thì các bạn có thể vào cái mục này để chat trực tiếp với người gọi là người tư vấn luôn á. Đó, ví dụ như bấm vào đây. Đó, thì ví dụ mình hello một cái, đó là mình chỉ chào hỏi, mình đang test thôi, mình sẽ chào thì sẽ có một bạn hỗ trợ cho mình luôn. Bạn sẽ hỏi là chào bạn, mình có thể giúp được cho bạn gì ạ? Đó. Bạn nhìn vào cái dòng text các bạn cũng có thể biết được nhận diện đâu là người, đâu là máy, đúng không? Thì đây là một người thật, họ sẽ hỗ trợ cho bạn luôn và hỗ trợ rất là nhanh nha, chỉ trong vòng có một vài phút thôi. Ok, mình sẽ qua sơ sơ một số cái mục của Remitano trước khi mà mình mua bán bit nha. Đây là cái diễn đàn, thì ở diễn đàn của Remitano sẽ có những tin tức Bitcoin nè. Đây, một tin tức Bitcoin, rồi một kiến thức. Đó, kiến thức là Bitcoin là gì, rồi mùa đông crypto đã thực sự đến hay chưa, rồi những đồng NFT mà bạn đã bỏ qua trong 6 tháng này. Thì mình khuyên cho những bạn nào đang là người mới á, thì các bạn nên đọc. Ngoài đọc ở trên Remitano ra thì các bạn có thể đọc trên coi68.com. Tụi mình cũng có tin tức và cũng có kiến thức, thì các bạn hoàn toàn có thể đọc trên Remi hoặc là trên coi68. Tiếp theo là phần thảo luận. Nếu như các bạn giống như trên Facebook và các bạn có thắc mắc gì, có câu hỏi gì thì các bạn viết bài với câu hỏi ở đây, sẽ có người giải đáp cho mình. Ok, tiếp theo là trò chơi. Thì trò chơi là Remi sẽ cho các bạn những cái campaign, những cái event để thúc đẩy các bạn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, hoặc là cho các bạn nào mà các bạn muốn tham gia vào những cái campaign này thì các bạn có thể bấm vào mục trò chơi. Rồi là blog nè. Thì mình thấy Remi có một cái rất là hay. Một cái rất là hay đó là ở trên kênh blog hay là YouTube á, các bạn bên Remi có những cái series như thế này rất là hay ha.
những cái series về phim, về giải thích, qua kiểu như là mình vừa giải trí mà mình vừa học với các bạn. Thấy rất là hay, cực kỳ hay luôn. Mà mỗi tập như vậy thì có hàng chục ngàn lượt xem, hàng trăm ngàn lượt xem. Rồi bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính, đó là mình giao dịch B2B, tức là mua bán Bitcoin. Ở đây thì các bạn thấy là mình chưa thể giao dịch được đâu. Ví dụ ha, mình bấm vào mua này, số lượng Bitcoin 100 bit đi. Đó, mình bấm vào mua không được đúng không? Ok, số lượng tối đa là 0.84, 0.65. Rồi mình bấm vào mua bit. Đó, thì nó sẽ nhảy ra một cái tab là nó bắt mình phải đăng nhập và đăng ký. Vậy thì ở đây mình sẽ đăng ký cho các bạn thử tài khoản Remi và mình sẽ KYC cái những cái step là như thế nào ha. Đầu tiên thì mình sẽ vào đăng nhập bằng Google đi. Rồi, mail của mình ha. Mình sẽ nhập cái email của mình vào. Ok, sau đó thì mình sẽ điền username. Username của mình sẽ điền là Quỳnh 236 đi. Tiếp tục. Username này đã tồn tại 23613. Rồi, đây là cái điều khoản sử dụng thì các bạn có thể đọc. Rồi và bấm tôi đã đọc và đồng ý. Sau khi đọc xong thì sẽ bấm cái này. Cần số điện thoại xác minh để tiếp tục. Mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào. Okay. Các bạn muốn gửi mã xác minh qua đâu? Qua tin nhắn, gọi điện, WhatsApp, Telegram hay là Zalo? Thì mình sẽ chọn cách là gọi điện cho nhanh. Tiếp tục. Rồi, cần xác minh. Nó kêu là cần xác minh số điện thoại để tiếp tục. Thì các bạn có thể thấy là điện thoại của mình đang có người gọi đến ha. Mình sẽ mở loa ngoài. Xin chào, để nghe số xác thực qua điện thoại của quý vị, xin bấm 1. 1. Xin cảm ơn. Số của quý vị là 3 7 7 5. Xin nhắc lại 3. Rồi, mình sẽ bấm xác minh. Xác minh số điện thoại thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ KYC tài khoản của mình, tức là mình sẽ xác minh danh tính. Đây, các bạn bấm vào cái username của mình, các bạn bấm chữ hồ sơ thử xem nào. Rồi, hồ sơ chưa có gì hết, mình sẽ bấm vào xác minh tài khoản. Đây, nó sẽ có những cái cấp KYC khác nhau. KYC là viết tắt của từ xác minh danh tính hả các bạn. Cấp 1 sẽ là số điện thoại. Rồi mình đã xác minh, nó ghi chữ đã xác minh nè. Thứ hai đó là mình xác minh tài liệu. Tài liệu ở đây là gì? Rồi, mình chưa biết đúng không? Bây giờ mình sẽ bấm vào xác minh. Đây, nước xác minh là Việt Nam, trạng thái xác minh trống. Rồi các bạn đọc kỹ ha, nó hướng dẫn chi tiết rất rất kỹ nha mọi người. Đó, để xác minh tài liệu của bạn vui lòng tải lên. Đây, các bạn tải lên hộ chiếu hoặc là chứng minh nhân dân hoặc là giấy phép lái xe. Rồi, tên đầy đủ, mã số chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép lái xe. Ở đây thì mình sẽ bấm cái nút này, các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Cái hình cây bút á, bấm vào hình cây bút thì mình sẽ nhập tên đầy đủ. Các bạn lưu ý cho mình nha, tên đầy đủ này các bạn phải là tên giống chứng minh thư của mình và giống giấy phép lái xe cũng như là hộ chiếu của mình. Ví dụ mình tên tiếng Việt là Quỳnh ha, nhưng mà tên tiếng Anh của mình là Jenny thì mình không thể nhập tên đầy đủ là Jenny Nguyễn được, mà mình phải nhập tên tiếng Việt của mình. Đây, tên đầy đủ tiếng Việt của mình có dấu ở trong này. Mã số chứng minh thư hoặc là hộ chiếu hoặc là giấy phép lái xe thì mình sẽ nhập số chứng minh thư của mình vào. Lưu ý nha, các bạn nào mà xác minh danh tính bằng passport thì các bạn hãy nhập cái số passport vào. Còn ở đây là mình đang xác minh bằng chứng minh nhân dân cho nên là mình sẽ nhập số chứng minh nhân dân của mình vào. Rồi, cập nhật. Ok, sau đó mình sẽ bấm chữ tải lên. Rồi, ở đây thì mình chưa có chụp hình chứng minh nhân dân cho nên là bây giờ mình sẽ đi chụp hình chứng minh nhân dân và mình tải lên. Sau khi mình chụp xong mình sẽ cho các bạn xem ha. Ok, vậy thì để chuẩn bị cho phần xác minh danh tính KYC cho sàn Remi Channel thì các bạn vào bài viết của con số 8 có tên là sàn Remi Channel là gì, cách đăng ký Remi Channel cần thông tin gì. Các bạn kéo xuống cho mình phần đây, phần xác minh danh tính, thì chúng ta sẽ coi xem là mình cần chuẩn bị những gì. Một nè, đó là ảnh chụp chứng minh nhân dân gồm mặt trước và mặt sau. Ok, hai ảnh này là phải rõ nét và đây là tài liệu định danh.
thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái chứng minh nhân dân đó, rõ mặt trước và mặt sau và các góc nó không có bị hư hay là không bị mờ hay là không có bị gì hết. Tiếp theo, hoặc nếu mà không chụp chứng minh nhân dân hoặc là các bạn KYC bằng passport thì bạn chụp passport ha. Rồi tiếp theo là các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy, một cái bút và một tờ giấy, chúng ta sẽ ghi là Remitano Verification. Các bạn sẽ ghi chữ Remitano Verification ở trên cái tờ giấy này ha. Rồi cuối cùng thì các bạn nhờ một người chụp giùm mình một tấm hình, hoặc là các bạn chụp selfie cũng được, nhưng mà tốt nhất là nên nhờ một người chụp để cho nó rõ. Thì các bạn cầm cái này, các bạn sẽ cầm cái mảnh giấy và các bạn cầm chứng minh nhân dân như thế này, không che gì hết nha, các bạn cầm rõ nét như thế này đó, và nhờ một người chụp lại cho mình, rồi là xong. Đó là tài liệu bạn cần làm để thực hiện cái xác minh danh tính ở trên Remitano. Mình sẽ gửi cho các bạn xem một cái hình sau khi mà mình chụp xong để các bạn làm mẫu nhé. Ok, và sau khi chúng ta đã chụp hình xong rồi, mình sẽ bấm vào tải lên. Tải lên ở đây mình sẽ chọn hình này. Ok, ở đây thì họ có nói là bây giờ mình sẽ phải chụp một tấm hình như thế này. Mua tiền điện tử trên remitano.com, email của mình ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, và một cái mã số gồm có 6 chữ số, và cái chứng minh nhân dân của mình phải đặt trên một tờ giấy viết tay. Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị một cái tờ giấy và chứng minh nhân dân ở đây rồi. Và các bạn lưu ý là phải làm nhanh nha, bởi vì cái mã 6 chữ số này nó sẽ hết hạn trong vòng 10 phút, cho nên là mình sẽ phải làm trong 10 phút đấy. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một tờ giấy viết tay và mình sẽ viết là sẽ viết y chang ở trên cái màn hình nó ghi cái gì thì mình sẽ ghi cái đó các bạn. Ok, và mình rồi bây giờ mình đã viết xong những cái gì thông tin mà mình cần, mình sẽ chụp hình lại và mình sẽ đăng tải lên. Tiếp theo thì mình sẽ đăng tải lên bức hình này. Rồi, upload. Tiếp theo, bước thứ ba của xác minh thì họ sẽ nói là bạn vui lòng tải lên hình như sau. Thì đây là hình mà mình sẽ cầm một tờ giấy, mình sẽ ghi những cái dòng chữ ở trên tờ giấy đó y chang cái hướng dẫn, và nói chung là chụp cái khuôn mặt của mình cầm tờ giấy là được. Ok, mình đã chụp hình xong và bây giờ mình sẽ tải lên. Rồi, đang phân tích mọi người ạ. Thì cái quá trình KYC, cái quá trình xác minh này là khoảng tầm 2 đến 3 phút, hoặc là mình nghĩ nhiều nhất chắc cũng khoảng 5-10 phút thôi. Nói chung là khá là nhanh. Ok, vậy thì trong quá trình mà đợi KYC thì mình sẽ tua video và lát nữa mình sẽ cho các bạn xem sau khi mà KYC của mình được xác minh, được chấp nhận thì nó sẽ như thế nào nhé. A few moments later. Ok, vậy thì như mọi người có thể thấy trên màn hình, đó là sau khi qua khá là nhiều bước xác minh, Jenny đã chính thức hoàn thành xác minh, hoàn thành KYC của mình trên Remitano. Và bây giờ thì chúng ta, sau khi mà KYC xong thì chúng ta đã có thể mua bán giao dịch Bitcoin được rồi. Ok, và thời lượng video ngày hôm nay cũng đã dài rồi. Hôm nay Jenny muốn hướng dẫn anh chị và các bạn chúng ta xác minh danh tính, chúng ta KYC các bước trên Remitano và tổng quan website như thế nào trước. Video ngày hôm sau, phần 2, Jenny sẽ hướng dẫn chi tiết mọi người cách từ Việt Nam đồng trong tài khoản ngân hàng chúng ta có thể mua bán Bitcoin ở trên Remitano như thế nào, rất chi tiết ở trong video phần sau. Các bạn canh chỉ đón xem nha. Ok, vậy thì chắc là sẽ kết thúc video hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe để ủng hộ Jenny cũng như là đội ngũ Co68. Ok, bạn nào mà chưa có đăng ký tài khoản hoặc là chưa xác minh thì các bạn bấm vào đường link ở bên dưới description để chúng ta vào website Remitano chúng ta thực hiện các bước nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.